Xin chào anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta vẫn sẽ tiếp tục với series của tựa game Quản trị Hùng Nato Mobile anh em ạ. Đấy, anh em chú ý nha, hôm nay mình sẽ thông báo một số tin tức mới cho anh em. Đó là trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có chứa cái sự kiện cực kỳ ngon anh em ạ. Nên cái sự kiện là xem livestream anh em phải cố đạt mốc lên 2000 view nha. Mình nhắc lại anh em, hôm nay anh em nào xem qua clip của mình thì nhớ đến fanpage của Hòa Chí Anh Hùng Mobile nha anh em, vào Facebook anh em đánh cái chữ Hòa Chí Anh Hùng Mobile nha. 15 giờ chiều ngày hôm nay, tức là 17 giờ đấy, ngày 21 tháng 8 này chúng ta sẽ xem livestream đấy trên fanpage Hòa Chí Anh Hùng. Anh em sẽ nhận được gift code cực kỳ xịn nha anh em, nhớ vào nha. Cái bài vẽ này của mình vẽ cả buổi được hai cái hình này số mù anh em ạ, không có kiếm được đâu cái màu xịn để vẽ, để tô lên trong tô cái màu chì này trông nó không nổi anh em nha. Này cho anh em xem này, không có channel gì cả, vui một mặt ngần quá. Đây là tập BRM nha, đây là con tập BRM anh em này. Trong cái đầu nhím này vẽ lâu quá, mất thời gian kinh, mất cả buổi. Đây là G Batmon của chúng ta anh em nhé. Cần là có điện thoại xịn để chụp nữa chứ, mình chụp bằng cái cam anh em ạ, nên mới tiện chụp bằng cái cam luôn, hơi mờ tí thì thôi. Thoại của mình cũng cùi, chụp được nét thôi, đăng ký lấy cái code thôi. Vậy lên trên này nhiều bạn vẽ đẹp lắm, không ăn được. Hôm nay là ngày thứ hai của cái cuộc thi danh họa Hỏa Chí anh em nha. Sắp hết hạn rồi. Bạn vẽ đẹp ghê cơ. Hôm nay tin tức của chúng ta là chỉ thông báo cho anh em cái sự kiện 15 giờ ngày hôm nay nha, ngày 21 tháng 9 này. Anh em nhớ vào fanpage của Hòa Chí cùng bên mình sẽ vào cho anh em xem. Nhớ vào ngay nha. Cả buổi hôm nay mình ngồi mình vẽ cái này này, chả ra được cái gì, chả chơi được mấy cái game khác luôn đấy. Đây này anh em này, như cốt cực xịn 15 giờ ngày mai nha, anh em phải vào đón xem nha. Anh em mà không xem được 2000 view thì không được cái cung cấp cốt gì đâu anh em ạ. Cả cái cốt on server cũng chả được cái gì luôn đấy. Thông báo nha. Nếu vào fanpage anh em vào Facebook họ Hỏa Chí Anh Hùng Naruto Mobile. Sau đó anh em vào đợi đến 5 giờ anh em vào xem Ngọc Nhi livestream nha. Rồi thế thôi. Clip hôm nay của mình cũng xin dừng lại tại đây anh em ạ. Mình cũng thông báo nhanh cho anh em. Nhớ anh em nha, 5 giờ chiều nay nha, 17 giờ chiều nay nha, ngày 21 tháng 8 này. Vào xem nha. Rồi bye bye anh em nha, hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nha. Bye bye.